Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Xin Đây Nào. Và lần này là cái bộ sưu tập khủng long có cái màu hồng tím, hay là gọi là màu tím thì đúng hơn các bạn ơi. Mình đã tổng hợp khá là lâu để có thể là bổ sung lại cái bộ sưu tập khủng long có cái màu đặc sắc này. Ok, cùng với mình kiểm tra lại những bạn khủng long này là những bạn khủng long nào và cách chơi sẽ ra sao nha. Rồi, nhân vật đầu tiên mình sẽ lấy các bạn khủng long to lớn, to bự nhất đi ha. Hay là các bạn khủng long nhỏ nhất đây, các bạn chọn khủng long nào. Thôi, mình chọn các bạn khủng long có cái tác bộ khá là độc lạ này. Đây là một cái cánh quạt của một cái bạn khủng long nha các bạn. Mà nó bị hết pin hay sao rồi đó. Thì mình phải xây bằng tay. Mình xây bằng tay các bạn. Và nó cũng không có chạy luôn nè. Kiểu như nó chắc là nó bị hết pin rồi. Thì đây là một cái đồ chơi mà giống như kiểu là một cái quạt các bạn. Một cái quạt mà hình con khủng long ha. Thì nó có cái màu tím như thế này. Con khủng long ba sừng này của mình có màu tím thì nó ngồi trên cái máy bay. Và nó sẽ bay cánh quạt này, khi mình bấm cái nút ở đây thì nó sẽ bay nha các bạn. Và ở trong này nó sẽ có kẹo ha. Thì mình vừa chơi vừa quạt vừa ăn kẹo luôn. Đó, là cái màu tím như thế này ha. Rồi, một cái món đồ chơi khác nữa là cụ thể là cái con khủng long có cái màu tím như thế này. Đó là cái đầu của một cái con khủng long bạo chúa nha các bạn. Hãy nhìn hàm răng sắc nhọn của nó nè, rất ư là đáng sợ luôn. Vậy thao tác chơi của con này sẽ như thế nào đây? What? Đó, các bạn thấy chưa? Rất ơi là xịn sò đúng không? Một cái con khủng long mà kiểu như là nó một cái cây gậy các bạn ơi. Và cái đầu nó là một cái con khủng long mà các bạn có thể kéo nó. Kéo bằng cái công tắc ở đây mà của mình nó bị gãy các bạn ơi. Của mình nó bị gãy rồi ha. Thì các bạn sẽ kéo miệng nó ra và đưa cái tay vào cho nó cắn. Cắn rất là đau luôn nha các bạn. Đó, và đặc biệt để cái con này nó có cái màu tím như thế này. Rất ơi là đáng sợ và khá là dễ chơi luôn. Rồi, ok. Một cái nhân vật tiếp theo nữa là các bạn khủng long mà có màu tím như thế này, là cái con khủng long Triceratops, một con khủng long ba sừng. Phiên bản này là cái phiên bản Mechanical Dinosaur Transformer. Đó, cái phiên bản này là cái phiên bản mà trong set 4 bạn khủng long có khả năng biến hình của mình ha. Rồi, các bạn có thể xem lại các clip của review về các bạn khủng long này trên kênh của mình ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với một nhân vật khác nữa, đó chính là Velociraptor của Hasbro Mini Figure. Phiên bản này mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều lần ở cái clip gần đây. Chúng ta sẽ đến với một nhân vật khác là một bạn khủng long Mika các bạn ơi. Phiên bản này là cái phiên bản khủng long mà có khả năng gọi là có khớp miệng khá là lớn như thế này. Và nó có thể mở cái miệng nó ra, sau đó cho nó biến hình thành một cái chiến binh robot như thế này các bạn. Và đặc biệt là cái bạn này nó sẽ có cái màu tím ha. Và bạn này là bằng hợp kim nha các bạn. Đó, thì đứng dáng của bạn này, chiến binh robot khá là độc lạ như thế này ha. Rồi, đó, có cái màu tím. Và bạn này là các bạn khủng long Parasolophus nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho bạn ấy trở lại cái trạng thái gọi là khủng long ha. Thấy chưa, khá là độc lạ. Rồi, nhân vật tiếp theo của chúng ta cũng có cái màu tím là Dinosaur Cap. Nhưng mà cái phiên bản này nó là cái con khủng long Brachiosaurus nha các bạn. Là một phiên bản Hero. Tuy nhiên là nó sẽ có bánh xe ở dưới và đeo những cái áo choàng như thế này, khá là giống với những cái bạn gọi là siêu anh hùng để giải cứu những cái bạn yếu hơn ha. Rồi, cách chơi của cái phiên bản xe khủng long Dinosaur Cap này sẽ như thế nào? Mình sẽ cần ấn vào cái áo choàng này ha. Rồi, sau đó buông ra thì nó sẽ chạy luôn. What? Đó các bạn thấy không, bánh xe nó còn xoay và nó còn phát ra âm thanh ha. Rồi, một cái nhân vật khác mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Triceratops, phiên bản cỡ lớn, cũng là Mechanical, phiên bản robot Dinosaur Warrior các bạn ơi. Ở cái phiên bản này chúng ta có thể biến lại thành một cái chiến binh robot sử dụng một cái thanh đao, đó là cái đuôi khá là lớn như thế này. Mình đã cho bạn này biến hình trở lại cái trạng thái gọi là Dinosaur Mechanical ha. Rồi, các bạn có thể xem lại cái clip review của mình về phiên bản Dinosaur Warrior này ha. Rồi, một cái nhân vật mà có gọi là màu tím, mà gọi là màu tím mix với màu đỏ các bạn ơi. Và nó sẽ có khả năng phát sáng trong bóng đêm khi mà mình rọi đèn vào cái phần cái thân hình của các bạn này. Và đây là một cái bạn khủng long bạo chúa ha. Cách chơi thì các bạn có thể rọi đèn vào đây, sau đó tắt đèn đi và giơ cái tay như thế này thì nó sẽ phát ra cái màu sáng rất là đẹp. Và nó có màu tím với một cái màu đỏ nha các bạn. Rồi, một cái con khủng long bạo chúa phiên bản có màu tím khác. Cái phiên bản này là bằng nhựa PVC. Thì cách chơi của con này cũng khá là đơn giản nè. Đó, ngoài cái con màu tím này ra thì mình sẽ còn có những cái con màu sắc khác nữa, thí dụ như màu đỏ, màu vàng và màu xanh ha. Rồi,
các bạn có thể xem lại cái clip và bộ sưu tập những bạn khủng long có cái màu sắc của mình nha. Rồi đây, một nhân vật khá là nổi trội trong cái clip short gần đây của mình đó chính là các bạn khủng long Spinosaurus phiên bản có màu tím như thế này. Đây là một cái con khủng long mà có con mắt lòi các bạn ơi. Khủng long mắt lòi, cách chơi của khủng long mắt lòi sẽ như thế này. Mình sẽ bóp vào cái bụng nó nha các bạn. What? Nó sẽ xì hơi ra luôn kìa. Oh no. Nó xì hơi ra các bạn ơi. Thì để cho nó trở lại trạng thái ban đầu thì các bạn cần phải giữ hơi nó lại ha. Đó. Con này nó hơi yếu rồi các bạn ơi. Tại vì mình nó xì hơi nó ở phần bụng nè. Cho nên nó sẽ bị nó sẽ không có thể gọi là đẩy hai con mắt lòi này ra phía ngoài được ha. Đó. Ok, một bạn khủng long mắt lòi mà con này là con Spinosaurus nha. Rồi, một cái con có màu tím mà ngã màu hồng khác đó là cái con Caltaurus. Phiên bản này nhựa thân thiện với môi trường, đây là cái phiên bản của Natural World ha các bạn. Một cái con Caltaurus khủng long có hai cái sừng khá là lớn. Con này là có thể nói là đi chung với lại cái set có rất là nhiều những cái bạn khủng long khác nè, bảo chúa ba sừng nè, khủng long ăn cỏ nè và khủng long gai nè. Đó. Rồi, một cái phiên bản màu tím khác đó chính là Triceratops, phiên bản gần đây của mình, một cái phiên bản Star Dinosaur Rescue nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản khủng long Triceratops có khả năng biến hình lại thành một chiến binh robot mini, sau đó hợp thể lại cùng với lại bốn bạn khủng long khác nữa để tạo ra một cái chiến binh robot siêu to khổng lồ và hùng mạnh hơn. Rồi, một cái nhân vật khác cũng có cái màu tím mộng mơ này đó chính là một cái con khủng long. Theo các bạn đây là khủng long gì? Mình để ý là nó sẽ có ba ngón tay ha. Đó, rồi cái đầu nó khá là giống với cái cấu trúc của cái con khủng long bạo chúa ha các bạn. Đây là cái phiên bản của Treasure Ball Z. Rồi, cái phiên bản này mình sẽ có thể kéo giãn các bạn khủng long này ra vì bạn ấy là cao su co giãn mà các bạn. Treasure Ball là cái phiên bản khủng long gọi là ôi cái mặt của tôi. Kiểu vậy các bạn. Đây là một cái con khủng long mà có khả năng gọi là chịu được cái sự tra tấn của chúng ta khi chúng ta có thể gọi là kéo giãn nó rồi tạo ra nhiều cái tư thế độc lạ ha. Và cuối cùng là để nó trở thành trạng thái ban đầu thì mình sẽ cho nó nằm xuống như thế này, sau đó tỉnh dậy đi anh bạn, tỉnh dậy. Và nó đã tỉnh dậy trở lại trạng thái ban đầu. Các bạn thấy mắc cười không? Một cái con khủng long mà kiểu như là khá là độc lạ cỡ cái phiên bản Treasure Ball Z này ha. Rồi, ok. Rồi, thêm một cái quả trứng khác ở đây. Cái quả trứng ở bên ngoài thì nó sẽ có màu hồng ha. Tuy nhiên là ở bên trong nó sẽ có màu tím nha các bạn. Đó là lý do vì sao nó nằm trong cái bộ sưu tập khủng long màu tím này của mình. Nè. What? Khủng long gì đây? Hay là một con rồng vậy? Oh man. Khá là tức cười ha. Rồi, còn lại hai nhân vật to lớn ở phía đằng này thì mình sẽ lấy cái bạn khủng long ba sừng Triceratops mà cái phiên bản bong bóng bị xì hơi này của mình. Trời đất ơi các bạn ơi, nè các bạn thấy không, nè nó bị xì hơi rồi các bạn ơi. Hôm bữa mình đem đi ra hồ bơi ở ngoài Phan Thiết các bạn, xong mình bơi mình ngồi lên lưng nó, mình kể thấy là nó nổi cái đung một phát rồi xong luôn, kết quả là nó bị xì hơi như thế này các bạn ơi. Nãy giờ mình cố gắng thổi cho nó gọi là phồng phền lên trở lại nhưng mà nó không có được gọi là trở lại trạng thái bình thường nữa. Bạn này chắc là phải là mình phải sử dụng cái kiểu keo để dán cái bóng này lại bạn ơi, chứ không mấy là nó cứ xì hoài luôn. Mà có cái màu tím khá là độc lạ nè, kích thước của bạn này cũng khá là lớn ha. Ở cái phiên bản khủng long mà bong bóng này á, thì mình cũng khá là thích cái phiên bản này. Cái phiên bản này nó sẽ có mặt nó tội nghiệp quá. Các bạn, phiên bản này nó sẽ có thêm ba bạn khủng long khác nữa, đó là bộ chúa Velociraptor và thêm một bạn khủng long khác nữa ở cái clip mà khủng long bong bóng ha. Các bạn có thể search trên kênh Cinenol. Và nhân vật cuối cùng của mình đó chính là Megatron trong cái vũ trụ Monsterverse nè các bạn. Đó, một cái phiên bản gọi là chiến đấu khá là hùng mạnh với lại bên cạnh gọi là cái phần mà phiên bản Transformer Beast War đó các bạn. Thì cái phiên bản này là cái phiên bản Megatron. Mình đã cho nó biến lại cái trạng thái gọi là khủng long Megatron, chưa có biến hình gọi là Maximize nha các bạn. Rồi, cái phiên bản này các bạn có thể xem lại clip review gần đây, ở mình sẽ có ba cái phiên bản về cái phiên bản khủng long mà có khả năng biến hình của dòng Transformer này. Thì nó sẽ có một bạn khủng long là TW Rex nha các bạn, và một bạn khủng long khác là cái phiên bản mà kết hợp giữa Hasbro với lại Transformer và Jurassic World, đó chính là Tyrannosaurus. Đó, các bạn có thể xem lại cái phiên bản đó ha.
khá là độc lạ và khá là chất lượng luôn, và chơi rất là đã tay. Phiên bản này rất đáng để chúng ta có thể sở hữu nha các bạn. Các bạn, đây là chọn bộ các nhân vật khủng long có cái màu tím mộng mơ ở cái video hôm nay ha. Ok, mình khá là thích cái cây gậy khủng long mà có khả năng gọi là gấp những cái món đồ chơi này đi. Đó, các bạn thấy thích những cái bạn khủng long nào ở cái bộ sưu tập này, hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe cũng như là follow kênh của mình để có thể cập nhật thêm những cái bạn khủng long có cái màu sắc đặc biệt hơn nữa. Bye bye và hẹn gặp lại. Quẩy thôi, lắc đầu. Khủng long phiên bản lắc đầu các bạn ơi. Trời, tôi nói kìa. Tức cười các bạn.